Trong câu chuyện đất và người Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi trở lại xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, vùng đất được mệnh danh là ốc đảo văn hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng khác với những chuyến đi trước, lần này trở lại Long Sơn, chúng ta sẽ tìm hiểu xem miền quê duyên hải này có đặc sản gì ngon hấp dẫn. Thưa quý vị, theo các nhà khoa học thì Long Sơn là vùng đất có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiệt độ quanh năm ấm áp, độ mặn thích hợp, mật độ sinh vật phù du phong phú nên được xem là vùng nước lý tưởng để hầu phát triển. Sự ưu đãi của thiên nhiên cộng với đức tính cần cù chịu khó của cư dân nên Long Sơn không chỉ được biết đến với các lễ hội văn hóa truyền thống mà còn nổi tiếng với đặc sản hầu. Bởi nơi đây chính là mỏ hầu nuôi lớn nhất miền Nam. Và nghề nuôi hầu đã trở thành nghề chính giúp cho xã đảo này ngày một đổi thay. Nghề nuôi hầu ở Long Sơn khởi phát vào khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước. Lúc đầu, người dân Long Sơn đóng cừ làm bè nuôi tôm. Thấy hầu đóng nhiều, con to nên bà con hay dùng để chế biến món ăn hoặc đãi khách đến nhà. Dần dà, thấy nhiều người khen ngon, bèn nghĩ cách khai thác. Ban đầu bà con nuôi tự phát và rồi nhà nhà nuôi hầu, nở rộ nhất là từ năm 1999. Nuôi hầu không tốn nhiều tiền và công đầu tư. Bà con chọn một khúc sông rồi thả dụng cụ như cây gỗ xà cừ, xi măng, tuôn củ, vỏ xe xuống cho hầu bám. Ở Long Sơn, người dân nuôi hầu chủ yếu theo ba dạng: nuôi bè, nuôi vàng và nuôi lồng. Mỗi hình thức nuôi có ưu nhược điểm khác nhau. Nuôi lồng và bè mang lại hiệu quả cao nhưng đầu tư vật liệu để làm bè, lồng tốn kém. Còn nuôi vàng thì ít tốn kém hơn nên đa số người dân chọn giải pháp này. Tuy nhiên năng suất thấp hơn. Cái nghề hầu này thì nhà em cũng kinh doanh cũng lâu lắm rồi, cũng hơn 20 năm. Đây là nghề truyền thống, thì ông bà già mở ra làm thì sau này cũng mấy em cũng nối bước theo để kinh doanh luôn cái nghề này. Được đánh giá là giàu chất dinh dưỡng, thịt chắc và ngon, giá cả lại khá hợp lý, nên từ lâu hầu Long Sơn đã được nhiều người ưa chuộng. Nghề nuôi hầu phát triển, kéo theo ngành dịch vụ ăn uống tăng theo. Ai một lần đến đảo Long Sơn mà chưa ăn hầu thì chưa phải là dân sành điệu. Đấy là câu nói của rất nhiều du khách mỗi khi đến với Long Sơn. Và thực tế, các món ăn được chế biến từ hầu ở Long Sơn đều có sức hấp dẫn. Hầu thì nó là cái nguồn giàu chất dinh dưỡng, mà nó là cái món đặc sản của xã Long Sơn. Hầu rồi nó chế biến cho được nhiều món dữ lắm. Thứ nhất là món hàu né, thứ hai là cháo hàu, thứ ba là hàu nướng mỡ hành, nướng phô mai, rồi hàu chiên trứng, hàu chiên bột. Cách làm thì nó cũng đơn giản thôi. Mình đến từ Sài Gòn thì mỗi khi mà ra Vũng Tàu á, mình đều ghé ở đây để thưởng thức món hàu. Mình chọn hàu ở đây tại vì vị thịt của nó khá là ngọt và tươi hơn so với Sài Gòn. Với lại khẩu vị của quán này nấu thì rất là vừa miệng với lại khẩu vị của mình ở trên thành phố nữa. Hiện nay ở Long Sơn có gần 300 hộ nuôi hầu với tổng diện tích hơn 20 hectare, sản lượng đạt khoảng 2.000 tấn một hectare. Hầu được thả nhiều đợt, nuôi được một năm tuổi là thu hoạch nên hầu ở đây có quanh năm. Hầu trở thành sản vật nổi tiếng của Long Sơn. Khách du lịch mỗi lần đến đây ngoài việc trực tiếp thưởng thức các món ăn được chế biến từ hầu, họ còn chọn mua hầu Long Sơn mang về như là một thứ quà đặc sản. Cuộc sống của cư dân xã đảo Long Sơn ngày càng giàu đẹp lên, một phần cũng nhờ vào nghề nuôi và kinh doanh.